Hello mọi người nhé, hôm mình hướng dẫn các người cách để fix bia để có một cái tài khoản quảng cáo nhé, để lấy ra nhanh nhé. Mình sẽ dùng Chrome OS nhé. Cái này mình có thể đổi luôn. Mỹ là cộng mấy nhỉ? Đây. US đây. Sợ mình VIP nhá. Mình không muốn thông qua mà mình muốn nó trực tiếp cơ. Indiana. VIP Mỹ có nhiều giải, mọi người cứ chọn thoải mái. Để chọn. Để một tí cho VIP nó nhận nhé. Đây, bây giờ cái của mình sẽ sang US rồi đúng không? Thiết bị ấm mát này. Trong khi máy của mình ở máy Windows. Đó, fix hết rồi. Bây giờ vào Facebook. Để mình vẫn nuôi clone bằng Gmail nhé, để mình vẫn thích Gmail. Còn những cái nick mà để dùng lấy tài khoản quảng cáo hoặc là tạo BM ấy. Còn nếu mà không cần thì có thể dùng Hotmail cho nhanh. Vào bình thường.
thì khi mọi người vào, mọi người thường mở một cái watch, một cái liên kết mới cho nó giống người, người dùng thật và người xem video. Đây, mọi người xem clip luôn này. Mọi người cứ bỏ nó đi không? Tự xem. Đấy, chúng ta đi làm việc. Đầu tiên là tạo page trước nhé. Của tao đấy. Mẹ ông mua cho con tao mà. Ơ mẹ ơi, mẹ mua cái này trên đường cho con đấy. Đi ra ngoài đi. Đóng cửa vào. Sau thêm ảnh này. Mọi người thêm đủ nhé. Đấy, thêm cho đủ. Xếp vào. Anh quá nhỏ. Lạc thế. Sau đây rồi nhé, mọi người setup đầy đủ thông tin cho nó giống nhé. Đến đây đúng không? Mọi người vào một cổng nữa. Business. Facebook.com. Khi tạo page xong thì mọi người sẽ được cổng sang cổng business này. Lát quá nó chạy hoài. Đây, điền đầy đủ thông tin nhé. Điền hết vào. Sau đó mọi người vào đó. Đây. Mọi người vào đây nhé. Mọi người chuyển chuyển tiền về nhé. Đây. Ở đây mọi người setup về tiền đi. Để đăng tiền đô.
mọi người thêm không? Chưa thêm vội nhá, chỉ đến đây thôi để xem thôi. Đây, đến đây thì chuyển 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 tiền này. Nếu mà các via khác thì via Thái hoặc via Phi thì chuyển về tiền US, còn múi giờ chuyển hết này. Đến đây không thoát ra, không tạo nhá, đến đây không thoát ra. Sau đó đăng một cái bài viết gì đấy. Đăng lên rồi nhá, đăng xong rồi, chỉnh sửa tiền xong rồi. Xong mọi người để khoảng một ngày nhá, để khoảng một ngày. Rồi mọi người vào Ad Manager, Ad Manager Facebook này, để lấy tài khoản quảng cáo. Lấy xong rồi mọi người sẽ add con via này thêm vào một con quản trị con via quảng cáo để cầm. Thế là xong rồi. Còn nếu không thì mọi người vào đây, còn nếu không thì vào Ad Manager đi cho nhanh này, đỡ vào cổng bên kia. Sau đó add có thêm quản trị viên vào và ra cái quảng cáo rồi. Nhớ nhớ để một ngày tầm một ngày nhé. Cứ để cho nó tương tác bình thường đi, xong mới động chạm vào quảng cáo.